Bộ sư Thích Ca Mâu Ni Phật khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu trách nhiệm màu trong ngày một kiếp khó tìm cầu và đang nghe tái chuyên trì tụng nguyện tỏ như lai nghị nhiệm màu nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Tinh Đà La Ni quyển 8 phẩm 8 tọa ký tiếp theo. Bây giờ quyến thuộc của mà tức hoa đồng thanh sướng thưa Thế Tôn, quyến thuộc chúng con tùy thuận trợ giúp, nếu ông khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sẽ tọa ký bồ đề cho chúng con. Ma Tức Hoa nói, đúng vậy, này các tỷ nam, quyến thuộc của ma nói, có chúng sanh dòng giống thấp hèn, ở dưới đất mà vẫn thâu lượm những quả trái để thọ dụng, thì do căn lành này sẽ khiến cho chúng tôi được an lạc lớn, được lợi ích lớn. Ma Tức Hoa lại bạch Đức Như Lai, Đức Thích Ca Như Lai. Chính con hộ trì giải pháp của Đức Thế Tôn, chính con làm rõ ràng chánh pháp của Đức Thế Tôn, việc làm đầu tiên của con đó là tiêu diệt đói kém. Nguyện xin Đức Thế Tôn tọa ký vô thượng chánh đẳng chánh giác cho con. Ma Tức Hòa nằm vóc dìu xuống đất, đầu mặt lễ bái dưới chân Thích Ca Như Lai, rồi lui về một bên. Bây giờ Đức Thế Tôn vì Ma Tức Hòa nói kệ: ông dũng mãnh làm con thiện thệ, mặt hoa sen vô cấu thanh tịnh, đã có thể phát nguyện bền chắc sẽ được bồ đề lớn tột cùng. Những chúng sinh này lửa đói bức, ta vì chỗ than đến cứu hộ, giải thoát cho tất cả chúng sinh sẽ làm Phật khởi đại bi tâm, dùng sức không vô tướng vô nguyện giải thoát chúng sinh khổ sáu đường, luôn dùng pháp hư không thanh tịnh khiến cho chúng sinh được sạch trong. Ở cõi Phật này chẳng lâu nữa, giác pháp chứng thành hiệu thắng tuệ, ở đời vị lai được làm Phật thiện trí dũng cường hàng thắng oán. Ma Tức Hoa nghe bài kể đó rồi phát sinh niềm hoan hỷ thanh tịnh đệ nhất, dùng hoa trời tung lên trên Đức Phật. Bây giờ là có vị Đại Bồ Tát tên là Thành Tựu Trí đứng dậy hướng về các Đức Thế Tôn đến từ mười phương kia. Trước giờ âm thanh giác ngộ nói, nguyện xin Thế Tôn một lần nghĩ đến con. Vì sao? Con nhớ thuở xưa lúc mới vào kiếp hiền đã từng ở chỗ Đức Phật Câu Lô Tôn phát đại nguyện, đại tài nguyện, chỉ muốn thành tựu khắp tất cả chúng sinh nên thể hiện thọ hình tướng nữ, nhưng muốn khiến cho 400 linh bốn lệnh bốn bệnh của chúng sinh được tiêu diệt. Con lại thấy tinh vị của đại địa ban rải vào rễ của những loài thảo mộc hòa hợp thành 404 vị, rồi tùy theo công hiệu của thuốc có thể khiến cho chúng sinh thọ dụng thì bệnh đều tiêu diệt. Con chỉ bày cách dùng 404 thứ thuốc rễ, chỉ bày cách dùng 404 thứ thuốc trái cây, chỉ bày cách dùng 404 thứ thuốc chân nấu, chỉ bày cách dùng 404 thứ thuốc dầu chân cất, chỉ bày cách dùng 404 thứ tá dược, chỉ bày cách dùng những thuốc trị a già đà, cho đến chỉ bày cách dùng thuốc than, thuốc tán, thuốc hoàng. Mọi thứ thuốc tổng trị các phần thân thể trong ngoài, thông thường có 1.400 chủng loại. Con vì thành tục các chúng sinh, vì muốn tiêu diệt các bệnh khổ, cũng vì lợi ích các chúng sinh, nên con đều chỉ bày hết mọi thứ thuốc như vậy. Thưa Thế Tôn, con vì Đức Câu Lô Tôn và chúng hội của Ngài mà thường làm đủ thứ việc chạy vậy, sai bảo cung cấp hầu hạ, với bản tâm con hy vọng được thọ ký. Lúc đó Đức Thế Tôn, Đức Phật Câu Lô Tôn liền bảo con: này thì nam, để bị lai lúc con người sống lâu 100 tuổi, bây giờ có Đức Phật xuất hiện ở đời, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai A-la-ha Tam Hiệu Tam Phật Đà. Đức Thích Ca Như Lai do bản nguyện nên tập hợp lớn các Đức Phật và chúng Bồ Tát, ông sẽ ở đó được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Về sau Đức Như Lai Câu Na Hàm cũng nói như vậy, Đức Như Lai Ca Diếp cũng nói như vậy. Con từ xưa đến nay phát nguyện này lâu lắm rồi, cho đến hằng hà sa số kiếp, sa số đại kiếp, con ở cõi Phật này làm trời đại dự vì chúng sinh mà diệt trừ tất cả bệnh. Giờ thời gian lâu dài đó, con dùng tinh vị thấm nồng của đại địa phân rã vào đủ thứ những rễ cành, hoa lá quả, trái thuốc, khiến cho các chúng sinh khắp nơi được thọ dụng và diệt trừ những bệnh khổ trong ngoài. Tất cả chúng sinh nếu thọ dụng hòa hợp chân chánh thì sẽ khiến cho họ cơ lên pháp chuyển tâm và tâm sở phân biệt vô thường, khổ không vô ngã. Nhờ căn lành này mà khiến cho con đầy đủ bát nhã ba la mật, con ở cõi Phật này làm việc của bậc đại trượng phu như vậy. Đúng vậy, con đã dùng hình tướng nữ nhân trong các thế giới nhiều như các sông Hằng ở khắp mười phương, và vô số kiếp ở mỗi một thế giới nhiều như số các sông Hằng. Con đã dùng tướng lực tinh tấn dũng mãnh siêng năng như vậy cho đến cung cấp hầu hạ đầy đủ như vậy. Như vậy chúng sinh bệnh khổ đều làm cho thành tục hết, và sau thân con sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Ngày hôm nay con đã ở trước Đức Phật tăng tiến bản nguyện, cùng với vị tức hoa này tạo ra đại công đức giáo tâm kiên cố, thường vì nhau trợ giúp mà không hề mệt nhọc. Hai người chúng con chung làm hình tướng nữ, đồng một sắc mạo, vì muốn thành tục cho những chúng sinh cho đến vì sự tăng thêm bội phần việc thành tục các thân nữ. Hôm nay hai người chúng con lấy tinh khí của đất hòa hợp vào đồ ăn thức uống, khiến cho những hương vị để đầy đủ chúng sinh và bệnh ăn vị này, tất cả bệnh hoạn đều tiêu diệt. Nhờ nhân tụ tán này mà khiến cho con đầy đủ bát nhã ba la mật. Nếu con được vô thượng cho này chánh giác, xin nguyện Đức Thế Tôn nhiếp thọ chúng con mà khen hay thay hay thay. Nếu Đức Thế Tôn đồng ban cho chúng con lời ký bồ đề, nguyện xin về chúng con khen ngợi thiện tai. Nếu bây giờ Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ Tát thành tựu trí, thiện tai này thì Nam Âm đã có khả năng làm các việc lợi ích của bậc trượng phu, tức là đã thành tựu trí Bồ Tát. Rồi Ngài nói kệ: Vì bệnh ở thế gian ông làm tốt để giữ các căn được an vui, còn tối thượng hoa sen thanh tịnh được Phật hiệu Tỳ Lô Giá Na. Để Bồ Tát trì địa còn phát nguyện đó, dùng hình tướng nữ nhân hóa độ chúng sinh, nhờ đất giữ gìn vật, nguyện cầu được tọa ký. Đức Thế Ca Như Lai cũng vì ông nói kệ: Âm như đại địa giữa tất cả, nên sẽ chóng thành niệm nghĩ mong, có tên thắng nhiếp công đức mãn, là Phật danh hiệu Đức Tự Tại. Bồ Tát trí thượng nguyện thọ hình tướng nữ hóa độ tất cả chúng sinh, cũng tác khởi ý nghĩ mong được tọa ký như vậy. Đức Thế Ca Như Lai thì ông nói kệ: Trí ông sung túc mọi chúng sinh, cho lấy bằng phương tiện hoa quả, cõi thượng thanh tịnh chưa thường nghe, được Phật hiệu là thượng thắng nhân. Bồ Tát thì hiện khôi hóa làm hình tướng nữ nhân, dùng việc thọ dùng lửa để thành thục chúng sinh, cũng nguyện được thọ ký. Đức Thế Ca Như Lai vì ông nói kệ: Bày vô thượng tướng cho thế gian, thành thục bồ đề cho chúng sinh, có tên sinh tròn rất cát tường, ở đó làm Phật hiệu hoa đăng hỏa. Bồ Tát động chúng sinh ly trần, nguyện làm hình tướng nữ để thành thục chúng sinh, nên thọ dụng việc đó, cũng nguyện được thọ ký. Đức Thế Ca Như Lai vì ông nói kệ: Lấy lòng chúng sinh kiến hoan hỷ, làm cho phiền não diệt rốt cùng, cõi tâm thanh tịnh hiện bình đẳng, sẽ làm Phật hiệu Nguyệt Quang. Bồ Tát vô cấu vô chướng ngại đăng, gọi là hình tướng nữ, để thành tục chúng sinh nên thọ dụng việc hư không, cũng mong thọ ký. Đức Thế Ca Như Lai vì ông nói kệ: Người được trí vô y thanh tịnh, hay nói đạo chân giác vô thượng, có tên điều chướng vô nhiễm trước, sẽ được làm Phật hiệu trí thượng. Bồ Tát diệu hương thuyết, nguyện làm hình tướng nữ để thành tựu chúng sinh, nên thọ dụng diệt hóa như bồ đề nó hơi vọng thọ ký. Đức Thế Ca Như Lai vì ông nói kệ: Hiện làm hương hoa cúng dường pháp, khai thị đạo cho thượng cho Phật, nước liên hoa tạng cõi sạch trong, phổ hương Như Lai là Phật hiệu. Bồ Tát Ca Sa Sắc, nguyện làm hình tướng nữ để thành tục chúng sinh, nên thọ dụng đủ thứ nhiễm sắc, cũng nguyện được thọ ký. Đức Thế Ca Như Lai vì ông nói kệ: Dùng áo ca sa lợi chúng sinh, cúng dường tương ứng tam bảo chủng, trong cõi thanh quang tối vô thượng, sẽ được làm Phật hiệu bảo quang. Lúc bấy giờ có vô lượng hạt giống trời rừng rời quả trời, cho đến 67 câu chia nó cho tha trăm ngàn đại Bồ Tát, muốn thành tục các chúng sinh, muốn độ thoát các nữ nhân, nên hóa làm hình tướng nữ nhân, phát nguyện đồng được tạo kế vô thượng cho đại chánh giác. Đức Thích Ca Như Lai đều nói cho mỗi người một bài kệ, họ đều được ký biệt. Vì sao cho chuyện nam làm nữ? Việc ấy thì dễ, câu chuyện nữ làm nam, việc ấy là khó. Lúc đó trăm ngàn câu chi như đại long dương và những tiểu long đồng phát nguyện, hy vọng được thọ ký. Đức Thích Ca Như Lai đều nói một bài kệ cho thọ ký bồ đề, là có 64.000 tầng bà và 80 câu chi A-tu-la, 70 A-xúc-tỳ câu chi na cho tha trăm ngàn chư thiên và các thiên nữ, 99 tầng bà câu chi trăm ngàn những ma và quyến thuộc của ma, cho đến người và chẳng phản người như như các sông Hằng cùng hạ sắc lợi ba la môn, ti xá thủ đà nam tử nữ nhân đồng nam đồng nữ cũng đều đồng tâm hy vọng được thọ ký do thượng cho đại chánh giác. Những loài như vậy mà một đều được một bài kệ thọ ký. Với số lượng trời rồng và xoa cả các bà Atula Kalola Khẩn Na La Ma Hầu La Già Bệ Lê Đà Tỳ Xá Già Nhân Phi Nhân, người chưa phát tâm thì hôm nay ở trước Đức Phật đồng phát tâm vô thượng chánh đại chánh giác, hơn số lượng chúng sinh trụ ở A Tăng Kỳ A Tỳ Bà Trí Địa,
hơn số lượng chúng sinh được độ tối tam muội nhẫn đà la ni của bồ tát, hơn số lượng chúng sinh lầu tầng đế dục được quả a la hán, hơn số lượng chúng sinh lòng hồi hướng thanh văn bích thế phật đủ ở a tỳ bạc trí địa. Tất cả như vậy đồng thanh nói: chúng con đương theo lời dạy của tất cả chư Phật thọ trì pháp môn này. Nếu có người thọ trì độc tụng ghi chép thành sách pháp môn này thì con và quyến thuộc sẽ cùng nhau theo đúng pháp mà cung cấp cúng dường. Phẩm chính từ mẫn. Bây giờ Đức Thế Ca Mâu Ni Như Lai lại nói: tất cả chư Phật nó thương xót chúng sinh của Phật này, nên thăm hỏi nhau thì phải nhất tâm. Ngài Đáng Thiện Nam tức hoa muốn khiến cho chúng sinh được y phục ẩm thực và các vật làm thuốc tuy tâm thọ dụng, khiến cho họ được sung túc, là dùng hình tướng nữ nhân ở trong đạo vô thượng trên đại chánh giác thành tục chúng sinh. Tất cả chư Phật còn phải gia hộ ông tức hoa đó, khiến cho nguyện được tròn đủ như sở nguyện của thiện nam đó, đúng như chỗ muốn làm cho làm chỗ ông ấy. Tùy theo các thứ cần dùng của những vị đó, như y phục ẩm thực của các dược vật biến hóa bày ra cho đủ đầy, để cho nhu cầu cung cấp của chúng sinh được đầy đủ. Tùy thọ dụng, tức là khi phát tâm, thì những việc như vậy đều được thành tựu, thì năm đó có thể làm việc của bậc trượng phu kiến lập như vậy. Cái Đức Phật Thế Tôn đương theo đại bi công đức định tuệ trang nghiêm nhớ nghĩ chúng sinh, nên nói: chúng tôi đem câu thần chú này cho các ông, sở nguyện tùy ý, đều khiến cho đầy đủ, là chỗ nương của tất cả căn lành, chỗ mà tất cả các Đức Phật Thế Tôn ba đời cùng chúng thọ trì. Chư Phật liền nói: chú Sĩ Địa Giả Tha Thọ Đê Bà Địa Lý Đệ Bà Mâu Ni Bà Ta Đệ Giả Bà Phụ Nhã Lăng Ca La Bà Địa Giả Na La Tam Ha Ca Lũ Noa Bà Ma Bà La Sĩ Bà A Mộ Ha Bà Lâu Đệ Bà Sa Đệ Bà Ta Lý Văn Bà Khư Già Bà Bà Dụ Bà Phạt Sĩ Bà A Địa Sở Tra Na Bà A Ma Bà A Hana Bà Sĩ Tha Đa Bà Bồ Sĩ Cú Trí Bà Niết Tị Lý Đệ Bà Đệ Lý Cứu Sẻ Kha Bà Đệ Lý Dạ Na Bà Sĩ Nghi Đà Kế Kha Bà Đệ Lý Tùy Mộ Khứ Sở Bà Đệ Lý Thủ Ca La Bà La Sở Tra La Địa Sở Tra Na Bà Bà Tamada Ananya Bà Ma Sĩ Tra 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 Sở Tra Tử Địa Tác Bà Cư Xã La Địa Sở Tra Na Giả Ta Bà Ha. Này thì nam thần chúng, chức thuyết pháp bình đẳng này có thể khiến cho tất cả hy vọng của mọi người đã được mãn nguyện. Các ông và quyến thuộc còn phải thọ trì để khiến cho theo đó thọ dụng để được thành thục, có thể khiến cho các ông đầy đủ hạnh bồ đề. Lúc bây giờ trời tức hoa tháng, trời thánh trí, trời địa trì là những vị đứng đầu cùng với 10.000 vị Bồ Tát đều nhiệm muốn khiến cho chúng sinh từ theo đó mà thọ dụng để được thành thục, nên dùng hình tướng đổi nhân cần lao hóa độ. Nhất thời đồng thanh nói: nhờ thần lực của chú này mà các Đức Phật Thế Tôn khiến cho sự nguyện của chúng con được đầy đủ. Như vậy thần chú đó có thể gia hộ lớn cho chúng con, có thể khiến cho chúng con được trí vô thượng, cho nên là chúng con sẽ cùng chung thọ trì đàn đến đây này để khiến cho tất cả chúng sinh đều thành thục, dùng đại cần la mà cung cấp mọi nhu cầu. Hôm nay ở trước tất cả các đức Như Lai, chúng con nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thành thục, đủ ở chỗ tự giải thoát. Nếu có trời cho đến người ở chỗ đức Như Lai nói diệu pháp muốn phá hoại, nếu chúng con không dùng phương tiện ngăn chặn để cho diệu pháp trụ thế lâu dài, thì chúng con đã đưa dối tất cả ba đời các đức Phật Thế Tôn. Các vị cũng đừng cho chúng con được vô thượng cho đại chánh giác. Nếu có thiện nam hoặc trời cho đến hoặc người muốn não loạn thì kheo đây ở ba tắc ở ba di. Nếu chúng con chẳng xuyên tạc các phương tiện ngăn chặn khi cho sự não loạn đó cho bị tiêu diệt, thì chúng con đã lừa dối tất cả ba đời như Đức Phật Thế Tôn. Các vị cũng đừng cho chúng con được bồ đề. Nếu có thiện nam thì nở cầu cho tượng bồ đề mà sắp gặp nước lửa độc hại bệnh nóng đến sốt rét, họ đã một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày gây những nỗi sợ như vậy, thì đến trời rồng chả xóa càng ca tra phú đô na sát lợi bà la môn tỳ xá thu đà sư tử chó tật dịch đối khác đủ thứ ách nạn và các tai nạn các não hại. Người có những nỗi sợ hãi đó đã đem câu thần chú nhất thiết chư Phật sở trì nhất thiết hy cầu mãn túc đà la ni này tụng niệm thì đều được giải thoát, trị trừ nghiệp chướng quyết định của đời trước, để chúng con chẳng trừ được những chướng đó, tức là lừa dối tất cả ba đời cái Đức Phật Thế Tôn. Các vị cũng chớ cho con được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tất cả những Đức Phật Thế Tôn đã đến cõi Phật này tập hợp thảy đều khen
Hay thay này thiện nam, sở nguyện của các ông rất thánh diệu, mới có thể làm việc của bậc đại thượng phu như vậy. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca Như Lai liền vì Ma Vương mà nói kệ: Phật hỡi tín cho cả chúng hội, nên sinh lòng vui mừng tối thượng, vì Bồ Đề nên sinh mừng rỡ, ý lợi người còn phải phát nhanh. Quả ma của ông không thân hữu, cũng không người sở dục như ý. Ông nhờ vô lực mất ma nghiệp, Bồ Đề của ta sao so bằng. Đến đây các ma, ác ma lại nói kệ: Ta không một niệm tin Bồ Đề, cũng không tạo ra tượng hoan hỷ. Lời Mô Ni, Ngài cứ mặc nhiên, ta cũng tự có những bạn thân. Do bạn thân đó ta có lực, ta nay trụ ở cảnh giới mình, ta có sức uy đức tối thượng, hết cuộc đời Ngài ta chẳng theo. Phẩm mười ủng hộ, bây giờ trong hộ có Đức Phật Thế Tôn, hiệu là Mạng Đà La Hương, bạch với Đức Thích Ca Như Lai: Những Đức Phật quá khứ kia từ trong các loại quốc độ, khi đến đời tập hội ở cõi Phật ngữ trược, đều cùng ủng hộ pháp môn này, khiến cho vô lượng câu chi ma chúng tự nhiên thoái lui. Chư Phật dùng mắt từ bi nhìn cả chúng sinh, người có ác kiến đều khiến cho giải thoát, đốt trí rực sáng, an trí chúng sinh ở đạo các tường. Khi cho Phật nói pháp môn kim cang, pháp đẳng chuyên, pháp tâm kiến lập, tồi toái đã lên đi ấn chương, cố sẽ biệt môn ký, là khiến cho ác đảng đều lùi bước, vì kiến lập đã pháp tràng. Đúng vậy, đúng vậy. Mười phương chư Phật chúng ta hôm nay trụ thế công việc nuôi dưỡng cho tất cả chúng sinh của cõi Phật ngộ trực bằng ác này, đầm làm cuộc đại tập hội ủng hộ pháp môn vi diệu này cho đến ý kiến lập pháp tràng vô thượng. Sau khi Đức Phật Thích Ca diệt độ, ai có thể ở cõi này sẽ là người đệ nhất hộ trì chư pháp, ai sẽ khiến cho chánh pháp được sáng rộng khắp, ai sẽ khiến cho khắp chúng sinh đều thành tục nhập vào số đại tập này. Chúng ta đem pháp môn này phó giúp cho ai? Đức Thích Ca Như Lai bạch với Đức Mạng Đà La Hương Như Lai: Đã có những người trụ lâu ở cõi Phật này, những Bồ Tát đắc nhẫn và đệ thích, Phạm Vương, Hộ Thế, Thiên Vương, Vua Trời, Giả Soa, Ca Tất Bà, A Tu La, Khẩn Na La, Ma Hậu La Già, càng siêng năng ủng hộ pháp môn vi diệu này, và chúng sinh trụ lâu trong bốn thiên hạ của thế giới này với pháp môn này sinh niềm tin thanh tịnh, thì đệ thích Phạm Vương, Hộ Thế, Thiên Vương cho đến Vua, Ma Hậu La Già, để pháp môn định lý ấn thanh tịnh này phó chúc vào tay của họ. Lúc đó Đức Mẹ Đà La Hương Như Lai dùng âm thanh vô chướng ngại viên mãn làm vang khắp cõi Phật này, nói lời như vậy: Này cái tỳ nam, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe. Những người đã đến cõi Phật này thật là khó gặp những Đức Như Lai A La Hà Tam Biểu Tam Phật Đà lúc hưng thế, vì tất cả các Đức Phật Thế Tôn trong khoảnh khắc một sát này đã tập hợp ở một cõi Phật cũng đã rất là khó. Tất cả những Đức Phật Thế Tôn này vì thương xót các ông nên đến tập hợp ở đây nhiếp thọn tất cả các chúng sinh hộ trì đại pháp môn chư Phật, tạo lập đạo vô thượng, tất cả vô số chư Phật đã vào ba đời hôm nay hộ trì tất cả địa giới, tất cả thị giới, tất cả hỏa giới, tất cả phong giới, tất cả không giới, khiến cho diệu pháp này trụ thể lâu dài. Khi những hạt giống tam bảo chẳng đoạn tuyệt thành thục tất cả chúng sinh cho đến qua khỏi bờ kia sinh tử, lúc bấy giờ tất cả các Đức Phật Thế Tôn và các vị Đại Bồ Tát trụ lâu ở các cõi Phật, Đức Thích Phạm Vương, Hộ Thế, Thiên Vương, Vô Trời, Giả Soa, Ca Tất Bà, A Tu La, Khẩu Na La, Ma Hầu La Già và trong các tinh khí khác, có chúng sinh đại tinh khí cho đến những người có trú trong thế giới của bốn thiên hạ, tất cả chúng này đồng nói: Này tỳ nam, chúng ta đem chánh pháp được chư Phật hộ trì này một lần nữa có giúp cho ông, khiến cho chúng sinh đều thành thục, các ông nên luôn làm cho được sáng, chẳng làm diệt hoại pháp, chẳng làm rơi mất pháp. Nếu thiền nam thì nếu có tính tâm sẽ cùng chung thọ trì cái chép pháp môn đại tập, cho đến tỳ kheo thì kheo này ưu bà thất ưu bà di, tất cả những thiền nam đó mà thọ trì tụng niệm pháp môn này thì các ông luôn phải ủng hộ cung cấp niệm pháp môn này, thì đúng như pháp phó chúc cho họ. Nếu pháp sơ ưa cầu pháp, ưa thiền định, ưa nghĩa pháp, ưa trì pháp thì các ông phải nên ủng hộ cho đến cung cấp. Vì sao? Vì các đức Như Lai A La Hán Tam Biểu Tam Phật Đà có trong quá khứ, tất cả những đức Như Lai đó cùng tập hợp ở trong cõi Phật ngũ trược bằng ác, cùng để dùng diệu pháp khó chúc cho Đế Thích Phạm Vương, Hội Thế, Thiên Vương để khiến cho diệu pháp này chẳng ẩn mất, hộ trì cho người truyền pháp đời vị lai cho đến thành thục tất cả chúng sinh. Đúng vậy, đúng vậy. Chư Phật mười phương có trong đời đương lai, ở trong đời ngũ trược, trong khoảnh khắc một sát na khắp nơi đều phương tập vì lợi cho chúng sinh, sẽ nói đà la đi, sẽ ủng hộ diệu pháp, sẽ phó chúc cho Đế Thích Phạm Vương, Hội Thế, Thiên Vương, sẽ chu cấp mọi nhu cầu. Chúng ta hôm nay cũng là như vậy,
Các ông những người trụ lâu ở cõi Phật này và đã thích phạm vương hộ thế thiên vương, vua của trời đồng dạ xoa cả tất bà Atula con nó la ma hầu la già của bốn thiên hạ thì càng thêm bội phần phó chúc. Đời đương lai là càng thêm bội phần ủng hộ, thêm bội phần cung cấp. Ông cũng cần phải nhớ nghĩ như vậy. Như phát kim cang chẳng thể hoại, phải khiến cho rực sáng rộng khắp. Nếu thiền nam thiền nữ có lòng tin hộ trì pháp này, và tỳ kheo ni, ưu bồ tát ưu bà di tọa trì pháp này, thậm chí chỉ ghi chép giữ gìn kinh quyển, đặt yên ở trong nhà hoặc có người hay nói pháp và người ưa nghe pháp siêng tu thiền định tọa trì pháp, thì các ông đều phải ủng hộ họ, lòng lành cúng dường cung cấp cho họ. Vì sao? Vì tất cả đức Phật khắp nơi đều thực hiện pháp môn này, thì theo xứ sở hoặc thôn hoặc thành hoặc trong nước hoặc ngoài biên địa hoặc bên trong cung vua hoặc chốn A La Nhã, đến những nơi đó lưu thông pháp môn này, hoặc có người khai thị tiếng nói, hoặc có sự truyền trao cho người, hoặc trì tụng, thậm chí chỉ hoặc chỉ ghi chép thành quyển kinh đặt yên trong nhà những nơi đó. Nhờ pháp lực này nó có thể khiến cho vị đất và tinh khí chúng sinh được tăng trưởng. Các ông cũng nhờ thấm nhuần ánh sáng tinh khí đó mà tinh tấn chủng kiện càng được tăng trưởng, đồng thời cũng khiến cho quyến thuộc và ruộng vườn của họ được tăng trưởng giàu thịnh, sẽ khiến cho người làm vua được thường được ủng hộ năng lực tự tại. Tinh khí đó cũng sẽ ủng hộ cho sự giáo hóa của vua, nhờ pháp vị đó mà thường khiến cho sung túc. Những người làm vua bên trong cõi Diêm Phù Đà sẽ sinh lòng lợi ích, hòa hợp nhau, luôn luôn tinh nghiệp báo, gieo trồng căn lành, lòng không keo kiệt, thường đối với tất cả chúng sinh tác khởi lòng lợi ích, thì đối với tất cả chúng sinh phát sinh lòng thương xót, thậm chí khiến cho vua có thể sinh chánh kiến. Từng vị vua ở đất nước của mình sẽ tự phát sinh hoan hỷ, có thể khiến cho người hành thiện đầy đủ sung mãn, đất nước ấy giàu thịnh an vui bội phần, tinh vị đất đai tự nhiên hơn gấp bội, hoa quả vật làm thuốc không thể nào chẳng ngon ngọt, lúa gạo của báu cũng bội phần, nơi tiếp xúc đáng ưa thích, tất cả nhân dân không bệnh khổ, nơi cả oán địch phương khác đấu tranh, mũi mòn rắn độc ác quỷ lai sát, cầm thú ác xà lan sư tử, gió mưa chẳng phải lúc, những việc ác như vậy đều sẽ tiêu diệt. Ngày đêm giữ độ bình thường, một tháng nửa tháng thời tiết liên tuế đều vận hành đúng. Những chúng sinh ở đất nước đó phần nhiều hành thập thiện, sau khi mạng chung ở đó đều sinh lên trời, được trở lại cùng với các ông làm quyến thuộc. Rất nhiều công đức vô lượng như vậy được cho sân dương pháp môn đại pháp đại na ni của tất cả chư Phật. Những chúng sinh đó đều qua khỏi bờ sinh tử, được vào vô giới tên là nghe tăng trưởng quả báo đầy đủ để gieo trồng thân nữ, thì đời này sẽ nhận lấy do pháp lực, nên những thân như vậy tất cả đều hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Tinh Đại Ly quyển 8, nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trở thành Phật đạo.